Lão Nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương. Xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Báo cáo với lại mọi người, bây giờ mới có 23 giờ 30 phút thôi. Đấy. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, buổi tối ngày hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2022. Có một sự nhục nhã ê chề. Ngồi suốt từ tối đến giờ mà không làm được. Đúng là quá nhục, chứ không phải là nhục. Nhục rồi nhưng mà lại còn quá nhục. Nhục đến mức không thể nhục hơn được nữa. Ông xin chia sẻ tới các sư phụ cùng các huynh đệ xem mà mọi người có đóng góp để sửa được cái nỗi nhục này không. Thì chính vì buổi tối hôm nay rất chi là nhục nên điện thoại phải tắt đi để tìm mọi biện pháp để làm giảm cái sự nhục nhã đi nhá. Đây là cái chiếc đài, đây là cái cục máy Sony 1133SC, làm theo của một người anh em ưng bụng quá mà mình rất chi là ngại. Hôm nay đêm nay phải mở ra để làm cho người anh em, ngày mai coi như thế là đóng một thùng xốp để gửi cho người anh em ngày mai thứ bảy rồi nha, chứ không chủ nhật thì đơn vị vận chuyển người ta lại nghỉ. Đây là cục máy của chiếc đài Sony có model là CFS1133SC. Đấy, hôm trước mình lấy về thì mình có báo thóc là 400.000 đồng. Và người anh em cũng chẳng biết nó chạy hay không chạy, nhưng anh em chốt ngay. Thì ở trong cái video mình báo 400 thì mình có nói là về phần radio thôi, còn băng cassette là Trần Văn Tịt nha. Đấy, băng cassette là Trần Văn Tịt. Đấy, thì riêng về cái đời này, ở đây cái đài này mai gửi đi Bắc Ninh cũng vậy nhá. Đấy, cái đời này cái bộ cơ của nó dùng cái vòng đệm cao su nên không bao giờ sửa cho nó phí tiền. Đấy, chỉ có nghe radio và line in nha. Đấy, thế nhưng mà lại về cái vấn đề cái radio line in, buổi tối mình kiểm tra line in thì tốt, equalizer thì vẫn hoạt động nha. Đấy, thế nhưng mà riêng về cái radio thì nó lại sôi ngục, mà nó sôi ở cái thể cũng giống như kiểu cái thượng đế ở Hưng Yên, sư phụ ở Hưng Yên mình sửa cho cái đài Sony Kawatna 3 số 7 hay sao ấy nhá, 3 số 7 hay 2 số 7 ở bưu điện xã Hải Triều, mà mình truy cập vào đơn hàng thì thấy nhận được ngày 12 mà hôm nay 16 rồi, mà không biết chất lượng thế nào, cũng chẳng thấy điện đóm gì cả. Đấy, người thượng đế gửi cái con đài Sony CFS Kawatt 77SC thì phải, đúng rồi. Đấy, ở bưu điện xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam gửi vào cho mình điều trị. Đó, thứ nhất là về phần radio là băng sóng AM, FM. AM thì bắt được, nhưng băng sóng FM thì người thượng đế dùng từ miêu tả tức là nó sôi như rán mỡ nha, cứ xèo xèo xèo, còn âm thanh thì bé tí tí tí. Đấy, băng AM thì nét. Thì ngày hôm nay cái con đài này cũng vậy, ngày hôm nay cái con đài này nó cũng ở một cái hiện tượng là băng sóng AM thì nét, còn băng sóng FM thì xui gian mỡ. Đấy là mình dùng cái từ, nếu mà thượng đế ở tỉnh Bưu điện xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên mà có xem được video này thì cũng thông cảm cho lão nông, vì lão nông lại mượn lại cái từ của ngài, đó là xui như gian mỡ. Thế mới oai oăm, xui như rán mỡ, ngồi suốt từ tối giờ. Thì chính vì cái vấn đề nó xui như rán mỡ, thế nên là suốt từ tối giờ là tắt máy, tắt điện thoại, không hầu điện thoại được. Vì nếu như hầu điện thoại thì không làm được cái trò chống gì cả. Thì mong các sư phụ cùng các huynh đệ, ai mà đã điện thoại cho mình mà nhắn tin cho mình thì thông cảm nha. Tại vì đầu của nông dân ấy nó không thông thái như những cao nhân sửa đài, mình chỉ là nông dân sửa đài thôi nhá. Đấy, thì nông dân thì ai cũng biết rồi nhá, nhiều khi còn gọi là dùng từ gọi là mu muội. Đấy, phải tắt điện thoại đi
để tập trung vào cái này, để tập trung vào cái này để làm cho cái này nó rên rỉ lên thì đỡ nhục, chứ nếu nó mà không rên rỉ lên thì đúng là quá nhục, có phải không ạ? Đấy là theo cái quan điểm của lão nông Tri Điền thôi nhá. Đấy, thế còn với người khác thì mình không biết, để coi như là các sư phụ, các sư huynh hoặc các đệ mà hiểu lão nông thì không sao, nhưng mà ví dụ như mới vào xem kênh mà không hiểu thì để lại những cái lời nhảm nhí nhá, thì nó chẳng ra làm sao cả nhá. Nhớ hơn cả rồi, hay ho cái gì để lại những cái mấy cái lời thể hiện mình là anh hùng bàn phím này nọ nhá. Bây giờ thì nó đỡ nhục hơn một chút, xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, nó đỡ nhục hơn một chút là nó rên lên rồi, nó rên rỉ lên rồi. À, em thì lúc đầu nó vẫn rên thì không nói, thế nhưng băng sóng ghép em thì bây giờ nó rên rỉ lên rồi, và nó đương nhiên là nó bắt được rất chi là nhiều đài, và âm thanh của nó cũng trần văn nét nha, trần văn nét. Tuy nhiên là vẫn có một cái nhục, đó là cái đèn FM stereo này này, cái đèn FM stereo này mà chưa, nói chung là chắc không làm được, không làm thế nào cho nó nổi lên được, ngay chẳng nghe lại đấu điện thẳng qua để lúc nào nó cũng sáng lên, thế mới đau diều. Đúng là ngồi bằng điếu thuốc, mấy điếu thuốc lào mà vẫn chưa nghĩ ra là có khi là phải phải hút cả cả gói thuốc lào thì mới nghĩ ra được. Thế nhưng mà hút cả gói thuốc lào thì có khi lại lại mai ngày kia lại về với ông bà ông vải thì cũng hỏng cái bánh kẹo. Thế nên là thôi, đành chấp nhận cái sự nhục nhã này. Đó là về phần radio nhá. Về phần radio, nếu như ngày mai ban ngày mình sẽ test để cho mọi người thấy, nếu như mà không nét thì đền lại 1.000 lần tiền giá trị cái cục máy này, thế cho nó nhanh. Thế còn cái đèn FM stereo thì báo rồi, không hiểu làm sao nó lại không lên, thế mới đau diều như này. Về bản chất vấn đề nhé, về bản chất vấn đề thì lúc cái đèn FM stereo nó khó chơi lắm nhỉ, vì nó báo cái âm thanh stereo, âm thanh hai kênh đấy nha. Đấy, thế còn về độ nét thì đầy cái con đài nó mà nổi đèn FM lên stereo thì đấy nó lại là một một sự nguy hiểm, vì đầy con đài nổi đèn FM stereo lên nó sôi ngục nhỉ, nó lại sôi như rán mỡ đấy. Nhưng con này mà muốn nổi, nó nổi lên lên mà không làm cách nào để cho nó nổi lên được thì thôi. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2022, lão nông Tri Điền chấp nhận sự nhục nhã này nha, chấp nhận sự nhục nhã này. Chứ còn bây giờ thì mai mình vẫn cứ để chưa có vệ sinh gì cả, mai mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, mình lắp vào nha, mình lắp vào để mình test cho mọi người thấy. Thế còn mà ai ưng bụng thì mua, mà không ưng bụng thì cũng không sao cả đấy nha. Đấy, thế nhưng mà mình cũng thông báo trước là điểm thứ nhất là về phần radio nhá, là băng sóng AM là bắt được, thế nhưng mà chỉ có một sóng nét thôi đấy, còn băng sóng FM trần văn nét nhá, trần văn nét nó chẳng thay đổi gì cả, chỉ thay đổi mỗi cái là cái đèn FM stereo nó không nổi lên đâu đấy. Thế còn nếu nó không nét, nếu nó không bắt được nhiều đài, âm thanh của nó không trong veo, đền 1.000 lần giá trị cái cục này chứ không phải là 100 lần nữa nha. Đấy, thì chính vì cái sự nhục nhã đấy thì nói như vậy là mọi người cũng biết rồi, là cái phên vỉ của con đài này lão nông Tri Điền đã đụng vào nha, đã đụng coi như mỏ hàn vào đây, đã đụng mỏ hàn vào đấy. Về phần radio nhá, thì đương nhiên rồi, chỉ đụng vào phần băng FM thôi, chứ băng AM thì không sờ vào, thì băng AM này nó vẫn nói bình thường không sờ vào, nhưng mà băng FM này lão nông Tri Điền đã sửa nha. Nói thế cho nên kiểu nông dân tá điền cho nó dễ hiểu, là còn đụng với chạm nha, có phải nam với nữ được mà đụng với chạm đấy, đã sửa rồi đấy. Thế nhưng mà theo cái sự kiểm định của lão nông thì đủ tiêu chuẩn nha, trần văn nét đủ tiêu chuẩn để sư phụ khang cho xuất sơn ấy. Thế còn line in thì thôi, line in thì có mấy khi nó hỏng, line in thì trừ trường hợp nó có hỏng equalizer hay là nó hỏng IC công suất thì nó mới hỏng, thì chứ còn line in thì mấy khi nó hỏng nha. Đấy, cái này thì chả có sửa chữa gì cả nha. Đấy, đây volume đây, tổng thể thì rất chi là đẹp đây,
tổng thể mạch thì rất chi là đẹp đẽ nhá, không có cái gì cả đấy, không có cái gì cả đấy, không có bị đứt mạch hay là câu dây câu dợ gì cả, chỉ có mỗi cái phần radio là mình sửa rồi đấy, là cũng thông tin thế cho nó rõ nét đấy. Còn đây là mặt trên của đây này, đây tủ xoay này đấy, một IC thì bao giờ nó cũng rất chi là nét, bao giờ nó cũng rất chi là nét 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 đấy này thôi. Nhưng mà thi thoảng nhỉ, thi thoảng gặp những cái vụ như thế này mà cảm thấy nó đúng với lại cái nó đúng với lại cái gì cũng chỉ nghĩ ra. Đây Sony này, thì cả cái cục máy như thế này, cả cái cục máy này, đây mặt tiền của nó đây, mặt tiền đây, cái phần băng cassette hỏng rồi nhá, cái phần băng cassette là hỏng rồi đấy, chỉ có chạy về radio. Đây mặt tiền là cái nước xi này, đầu chỗ này nó còn hơi bị long lang kia này này đấy, chỉ có nghe radio và cắm điện thoại vào nghe. Thì cái cục máy này mình cung cấp cho dù là sửa rồi nhưng mà ngồi suốt từ tối giờ nhá, đấy vẫn giữ giá là 400.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 400.000 đồng thì đã 450.000 đồng, chứ để 400.000 đồng nữa, 400.000 là tiền mình thu về, 50.000 là tiền thùng xốp. Cái cục máy này mình bán 450.000 đồng nhá, đấy cho dù là sửa rồi vẫn bán 450.000 đồng đấy. Ai mà ưng bụng thì múc, mà không ưng bụng thì đợi những cái con máy nó nguyên bản đấy, còn con này thì chịu. FM là nổi đèn nhất, đèn đây này, cái đèn FM Stereo là chịu, đành chịu. Bây giờ cắm lại, cắm vào để cho mọi người xem về cái độ nét và độ trong veo của nó nhá. Nghe tiếng sôi đỡ sướng này. Đấy, nghe tiếng sôi đỡ sướng này. Hay là mai ban ngày nó nổi lên thì vui quá. Tối sóng nó yếu, hay là sóng nó đi ngủ. Mai đã sóng nó đi ngủ sao bắt được. Nó đấy. Cảm thấy cái vị trí của mình nó không được đi xa hơn là em chẳng. Đây nó gì? Âm thanh cái loa đấy. Đấy là cơ duyên, nhưng đôi khi cái cơ duyên này mang lại cho mọi người, mọi người tất cả mọi thứ rất là tốt. Mà đợt này nữa em vào trong Nam, vào trong quận 3 ấy, thì em cũng làm một cái chương trình kênh TikTok riêng. Để mọi người nhớ biết nhiều hơn. Đấy, cứ trong veo đấy, làm nào cho nó nổi cái đèn này lên được, nó đau diều. Muốn biết cuộc sống của họ hiện tại thế nào, có được bình yên, có hạnh phúc không? Đấy, trong veo thế cơ mà. Nhưng ngay bây giờ chúng ta cùng cảm nhận nỗi niềm này qua ca khúc Cuộc sống em ổn. Đất nước nhiều tác phẩm giá trị cao như ca khúc Tiến bước không giữa thiếu kỳ, một cái đài nào cả. Con gái sông La, năm anh em trên một chiếc xe tăng, chiếc khăn piêu, các tác phẩm của nhạc sĩ Dân Lo đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền của vùng nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Theo đó ngày càng xa. Đấy. Ông không quen nhìn không bà, có một tiếng sôi nào cả trong veo. Thế nhưng cái đèn này nó không nổi lên thế mới nhục nhẹ. Không quen nhìn bà hàng ngày mặc quần hết nơi phét nhỉ. Yeah. Phẫu thuật được 5 năm, hôm 7 thay mặt ban tổ chức chương trình tôi xin quý vị mỗi ngày một niềm vui nhé. Đây bà Nguyễn Duy đến từ Hậu Giang, số điện thoại cuối 621-676. Thân thằng các bạn của mình. Đấy, nhật lắm. Đây Đồng Tháp. Nghĩa là huyện thứ các có được nào mình về Đồng Tháp được chưa? Có luôn rồi. Đồng Tháp đi thôi, đi đi nhiều rồi. À thị trấn Hồng Ngự, đến thị trấn Hồng Ngự. Nói chung là chân đi thì cỡ nào đi cũng tới đó đúng không? Đúng đúng rồi, mình hay thích đi.
mình làm du lịch ra mà. Nét như thế mà không làm cách nào nó nổi lên được cái đèn FM stereo này thì đúng là hết nơi phét nhỉ, nhục nhã quá. Thôi xin phép đi ngủ để cho nó đỡ nhục. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.